Lâu nay, đa số người dân đều nghĩ rằng rác thải sinh hoạt là một thứ bỏ đi và không có giá trị. Tuy nhiên, việc phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp tái sử dụng hiệu quả đối với các phế liệu. Và để góp phần tận dụng tốt tài nguyên đang bị lãng phí này, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường Xây dựng Hà Nội thuộc Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam vừa chế tạo thành công máy phân loại rác thải tự động với nhiều tính năng hữu ích. Đây là buổi chạy thử nghiệm chiếc máy phân loại rác tự động của ông Lại Minh Chức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường Xây dựng Hà Nội. Làm việc trong lĩnh vực môi trường, ông Chức luôn trăn trở vì công nghệ xử lý rác thời gian qua cần rất nhiều người lao động trực tiếp nhận rác, dễ biến người lao động thành trung gian phân tán dịch bệnh ra xã hội. Năm 2008, khi làm việc tại nhà máy xử lý rác thải tại Hà Nam, ông đã có ý tưởng chế tạo ra một tổ hợp máy phân loại rác thải thông minh. Mục tiêu là giảm thiểu tối đa độc hại từ rác, có thể phân loại rác thải dễ dàng mà không cần đến lượng công nhân nhiều. Cái này nó mang theo rất nhiều mầm bệnh, không thể cho con người vào phân loại cái rác này được. Chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm công nhân ở nhà máy xử lý rác thải Sơn Tây mà tôi cả một năm trời, họ mang nhiều bệnh tật. Thế và về vệ sinh an toàn lao động không cho phép làm như thế. Chỉ còn mỗi một cách là cơ khí tự động hóa nó. Và chỉ có cơ khí tự động hóa nó thì mới giải quyết được khối lượng hàng ngàn tấn ở các đô thị lớn. Máy phân loại rác được điều khiển tự động hoàn toàn bằng 18 động cơ điện. Máy sử dụng công nghệ tích hợp lập trình kỹ thuật số và điều khiển không dây từ xa bằng sóng radio, giám sát hình ảnh bằng công nghệ thông tin kỹ thuật số và đường truyền Internet. Để vận hành máy, chỉ cần hai công nhân, gồm một người đưa rác và một người vận hành hệ thống. Rác sẽ được đưa vào hệ thống băng truyền, được băm cắt bằng máy cắt thông minh, sử dụng công nghệ va chạm đàn hồi. Đồng thời, tại đây, máy tiến hành phân loại rác. Sau khi băm cắt và phân loại, rác được chia thành 6 nhóm, gồm ni lông, mùn hữu cơ, rác có nguồn gốc nhân tạo, kim loại, rác có kích thước lớn, cát sạn, đá sỏi. Từ đây, sản phẩm thu được có thể sử dụng vào việc tái chế. Nếu như anh không phân loại, thì do những cái ni lông, quần áo, giày dép, những cái thứ không phân hủy ấy, nó chứa không khí và nó làm cho cái khối rác nó lớn lên như thế này. Những thứ này là tài nguyên. Nó là những thứ có nhiệt trị rất cao và có thể tái chế thành dầu, thành hạt nhựa. Thế thì ta phải lấy cái thứ tài nguyên có giá trị này ra. Thế lúc ấy chỉ còn có lá cây, rau cỏ ấy, thì nó xẹp ngay xuống. Thế đáng ra ta cần 1.000 khối, 1.000.000 khối để chôn lấp. Thì bây giờ ta chỉ cần một nửa hoặc dưới một nửa đó thôi. Thế là ta tiết kiệm được cái diện tích đất đai. Công suất của máy phân loại rác tự động là 7-10 tấn một giờ, tương đương 150 tấn một ngày. Lượng điện năng tiêu thụ là từ 15 đến 20 kWh, chỉ bằng 30% so với những loại máy đang triển khai tại các khu xử lý rác khác. Diện tích đặt máy chỉ khoảng 40 m2, bằng 3% so với diện tích lắp đặt các hệ thống máy khác. Bên cạnh những ưu điểm trên, chiếc máy vẫn còn có những nhược điểm cần khắc phục. Theo các chuyên gia công nghệ của nước ngoài, xử lý rác đòi hỏi một hệ thống khép kín. Tất cả các loại rác đã được phân loại, tuy nhiên, vấn đề xử lý đầu ra là chưa có. Ví dụ như phần xử lý hữu cơ, xử lý sinh học, làm năng lượng sinh học hoặc xử lý ni lông tái sử dụng. Trong thời gian tới, sản phẩm này sẽ được ông Chức cùng các chuyên gia hoàn thiện. Với hơn 20.000 tấn rác thải mỗi ngày ở Việt Nam hiện nay, chiếc máy nếu được triển khai rộng rãi sẽ giải phóng được hàng ngàn lao động ra khỏi môi trường lao động nguy hiểm độc hại. Đồng thời, chi phí phân loại, đầu tư trang thiết bị nhập ngoại sẽ giảm và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, tái chế nguồn tài nguyên có giá trị là rác.